Hello anh em, thì ở đây em có một cái bộ khoen của cần lua nhé anh em nhé. Đấy, dành để cho anh em về, anh em nên khoen cần lua, popping, zip, câu tra. Đấy, thì ở đây là full bộ khoen Fuji Six nhé anh em nhé. Fuji Six này ấy là Fuji Six của Nhật sản xuất nhé anh em nhé, chứ không phải như hiện tại bây giờ là Fuji Six của Trung Quốc sản xuất đâu. Bây giờ những cái khoen đời mới đều là của Trung Quốc sản xuất hết. Bộ khoen này ấy, thì nòng sứ của nó, anh em xem cái nòng sứ của nó này, cái nòng sứ của nó cực kỳ dày luôn nhé anh em nhé. Đấy, nó cực kỳ dày luôn chứ không mỏng như kiểu là cái dàn khoen hiện tại bây giờ đâu. Đấy, cái khoen, bộ khoen này ấy, thì nó đã bị khi một cái cần về nó đã bị hỏng bu, thì không tìm được bu nên là em phải thay hết thành một bộ khoen khác nhé anh em nhé. Đấy, thay hết cây cần bằng một bộ khoen khác đó. Nên là em bỏ bộ khoen này ra, hay anh xem, anh em xem này, cái dàn khoen của nó ấy, nó rất là dày luôn. Đấy, cái sứ xích của nó rất là dày chứ không mỏng tăng tang như kiểu là hiện tại những cái khoen hiện tại bây giờ đâu. Cái này thì rất là phù hợp cho anh em nên cần câu tra nha anh em nhá, cần câu tra, cần pop. Thì cái đề pa này là đề pa 40 nha anh em nhá, 40, từ 40 xuống 12. Đây là khoen đầu tiên này, cái khoen trên đầu, đầu tiên ở trên ngọn này là khoen 12 anh em nhé. 40 này, 30 này, khoen này như là 25 này, 40, 30, 25, 20, 16 và 12 anh em nhé. Đấy, có bao gồm 2, 4, 6 khoen. Đấy, thì anh em mua ấy thì em bán cho anh em bộ khoen này với giá là 250.000 anh em nhé. Đấy, 250.000 cộng phí vận chuyển. Thì anh em mua thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0945629282. Đấy, bộ khoen này còn ngon lắm nha anh em nhé, không nứt nẻ gì hết. Nó rất tiếc là không thể tìm được cái đầu bu của nó, cái đầu bu của nó khó tìm quá. Đầu bu thì anh em có thể, nếu như mà anh em mua cần này này, thì anh em có thể nên thành cái đầu bu này, đầu bu như thế này. Đấy, anh em có thể nên thành đầu bu như thế này nhá. Đấy, anh em có thể lên thành đầu bu như thế này. Đầu bu này thì hiện tại em đang ở nhà em đang bán mới là 150.000 trên một cái nhá anh em nhá. Đấy, mới nhưng mà mới là mới bãi nhá anh em nhá, chứ không phải là mới ấy đâu này, Fuji này. Chứ không phải mới bãi, chứ không phải là mới tinh hiện tại bây giờ đâu. Hiện tại bây giờ cái bu này nó không còn nữa đâu, nó không còn sản xuất nữa đâu. Còn cái bu zin của nó ấy, nó là cái bu chống xoắn cơ, nó là cái bu chống xoắn, nó tròn tròn, nó tròn cơ. Đấy, anh em nào mua thì mua bộ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên phần mô tả nhá.